Alo, xin chào cả bà con em nha. Trên năm mà thanh lý lô đồ nghề nha, đồ nghề tao lá bên đồ nha nè. Đi máy mài, mài hai đầu. Bơm nước, mâm chế độ, tàu ren. Lấy hết có mối về điện này cho anh em lấy luôn cấp điện này. Ra rẻ tất cả hàng như clip nha nè, số côn này không phải nha, không có nha. To lớn này con không phải nha, to lớn này thanh lấy rồi nha. Mấy con nó mài ở đâu để mình chơi đồ này. Ở đây số lượng tầm cỡ 2 tấn, chưa tới 2 tấn rồi. Anh em có nhu cầu lấy thì alo nha.